phân khúc những bộ PC chơi game khoảng từ 15 đến 16 triệu đồng luôn là phân khúc được nhiều người quan tâm đến. Thì với mức giá khoảng từ 15-16 triệu đồng, muốn xây dựng được một bộ PC thuần chơi game thì các bạn cần phải tối ưu giữa CPU và GPU cực kỳ tốt. Thì ở đây thì mình sẽ tối ưu là dành khoảng 6 tối đa nhé, là 60% để dành cho GPU, tức là mức giá khoảng từ 7-9 triệu đồng. Thì với 7-9 triệu đồng, chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu được một phiên, đó chính là RX 6500XT đến từ AMD. Thì ở đây mình đang có phiên bản 6500XT đến từ BioStar. BioStar là một hãng sản xuất các linh kiện phần cứng máy tính đến từ người hàng xóm láng giềng thân thiện của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất mình muốn nói tới đó chính là về cái trải nghiệm sử dụng. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn bất kỳ phiên bản RX 6500XT nào từ bất kỳ hãng, từ Asus, Gigabyte, hoàn toàn có thể lựa chọn ở trong cái cấu hình của bạn. Thì với cái hiệu năng của RX 6500XT mang lại là cực kỳ ổn trong cái hiệu năng, đó chính là các bạn chơi game trên độ phân giải là Full HD. Mình sẽ lấy cái điều kiện test của mình, đó chính là mình để luôn trong vỏ cây, mình không lắp thêm quạt để có thể tối ưu airflow, và mình để mở vỏ cây trong phòng điều hòa là 26 độ C. Thì cái nhiệt độ của em 6500XT này tỏa ra là cực kỳ tốt. Khi mà các bạn chơi game sẽ loanh quanh khoảng chừng từ 50 đến 60 độ C, còn khi full max thì nhiệt độ sẽ khoảng từ 60 đến 70 độ C, một mức nhiệt cực kỳ ổn để có thể sử dụng để chơi game trong thời gian dài. Còn về hệ thống cấp điện để dành cho GPU của AMD, ở đây thì đã sử dụng một cổng cấp nguồn 6 pin, thế nên hầu hết tất cả những bộ nguồn các bạn sử dụng thì đều có thể cấp nguồn được cho em nó. Và nếu như các bạn đang gọi là mua lẻ về để sử dụng thì các bạn những cái bộ nguồn thì tối thiểu nhá phải từ 400W công suất thực trở lên thì mới có thể sử dụng được một cách ổn định, và phải là công suất thực nhá. Những cái bộ nguồn chỉ ghi 400W thôi mà không phải là công suất thực thì mình sẽ không chắc về cái yếu tố này đâu. Và chúng ta sẽ chuyển sang cái yếu tố là phần CPU đi. Thì với 15-16 triệu đồng rồi, cái gần như là khoảng 60% chi phí chúng ta đã đổ dồn cho thành phần, đó chính là về phần GPU rồi. Thì cái yếu tố tiền để dành lại cho CPU thì không phải quá cao. Thế nhưng chúng ta vẫn có mẫu CPU Intel Core i3 12100F, tức là CPU Intel Core i3 thế hệ thứ 12 mới nhất luôn. Cái hiệu năng mang lại của CPU Intel Core i3 về cả đơn nhân lẫn đa nhân là cực kỳ tốt, thậm chí hoàn toàn có thể vượt mặt được CPU Intel Core i5 thế hệ tiền nhiệm. Để các bạn có thể băn khoăn và đắn đo liệu Intel Core i3 có đủ hay không thì thừa để các bạn có thể chơi game cũng như là phần làm việc cơ bản. Về thành phần về RAM thì sao? RAM thì chúng ta sẽ tùy thuộc vào túi tiền thôi. Mình thông thường như mình sử dụng ở nhà thì mình sẽ sử dụng hai thanh RAM 8GB với tổng dung lượng là 16GB. Bus RAM thì càng cao càng tốt, nhưng để mà tối ưu nhất thì mình nghĩ khoảng từ 3.000 cho đến 3.200 sẽ là tuyệt vời nhất. Main cũng là một yếu tố quan trọng để chúng ta có thể kết nối được tất cả những thiết bị. Thì cái mẫu main được mình sử dụng ở đây là H610 Prime đến từ Asus, có 2GB RAM, có khe DDR2, cắm CPU Intel Core i3 cực kỳ thoải mái. Thậm chí nếu như bạn nào chỉ thuần chơi game và muốn nâng cấp lên thì có thể giữ mẫu main này và nâng lên Intel Core i5 cực kỳ ổn luôn, và không sợ cái vấn đề về việc là có bị quá nhiệt để ảnh hưởng đến hiệu năng của CPU không. Cái đấy mình đã có test rồi. Mẫu main H610 Prime của Asus này hoàn toàn có thể cắm được CPU Intel Core i5 12400 chơi game nhé. Chỉ xét đến yếu tố là chơi game thôi. Vậy thì bây giờ sẽ là phần test hiệu năng cụ thể. Theo các bạn, với 15 và 16 triệu đồng thì liệu có combo nào tốt hơn CPU Intel Core i3 12100F kết hợp với cả đồ họa RX 6500XT không? Phải là mới 100%. Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video và đường link của sản phẩm ấy để ở trong phần mô tả. Nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.